Ok, welcome to the game. Psh, quên tên rồi. King Comfort. King Comfort, my friend. Cái gì đây? As the town grows into a tourist hotspot, more and more are petitioning to tear down the building. The police department have issued a statement saying the nature of the crime scene. Có một vụ án mạng xảy ra ở dưới cái nơi cắm trại. Một kẻ sát nhân hàng loạt, my friend. Sao tiếng mở cửa nghe to quá vậy? Ủa? Phòng chính nằm ở đâu nhỉ? Office nằm ở đâu? Bên này à? Is it the office? Hot food, thức ăn nóng. Cửa này có vẻ như bị lỏng rồi. Có thể mình sẽ cậy nó ra nếu mình có một cái thứ gì nó cứng cứng một tí. Starbank chẳng hạn. Game này là game thư giãn, có thêm vài chi tiết nó hơi rùng rợn tí thôi chứ đâu phải là game kinh dị. What the hell? Không lẽ mình lại lừa mấy phải đấy? Làm người làm thế? Phải bấm theo thứ tự. Oh! Nice! Tiếng gì vậy? Nhạc kích gì vậy? Fucking hell! Nhạc hù mấy cái này không có gì hết. Oh, lên này không có chạy được. À! Mấy cái bạt này nó phủ lên hồ bơi á, mấy friend. Để cho khỏi cái thứ bẩn bẩn nó vào á. Cho nên là mình đứng đây mình chạy không được. Hiểu rồi, hiểu rồi. Nên giờ mình cứ đi lại đây, mình thấy nó đi chậm. 20 minutes later. Ồ, oh, cái cửa này trông có vẻ hở hở. Nếu như mình có cái gì đó cứng cứng, mình có thể cậy cậy. Đó, nhân vật nó tự đọc thoại đó. Còn mình? Mình thì vào cục kích.com. Để giờ đi hoài, đi mãi, không thấy một cái cây hay không thấy một cái cục gì hết. Cho nên là cú lừa. Có thể là một cú lừa. Đi thêm 2 phút nữa cho thành 30 phút đi. Là coi như là mình vừa lãng phí nửa tiếng cuộc đời của mấy friend. Sao? Thấy thời gian quý báu chưa? Thấy thời gian trôi đi nhanh nhanh chóng không? Thấy thời gian trôi đi vèo vèo không? Thực ra cái game này không phải là dạy cho mấy friend. Mình bảo game này không phải là game kinh dị. Game này game giải trí thư giãn. Nhưng mà ngoài ra nó còn có một cái bài học cho mấy friend, đó là gì? Đó là thời gian thấm thoát thoi đưa mấy friend. Ngó qua ngó lại 30 mất rồi. Đó. Có nghĩa là 30 tuổi ấy. Bài thơ này mình tự sáng tác rồi. Nhưng mà ý mình nói với mấy friend là như vậy, phải trân trọng giờ giấc, phải trân trọng thời gian. Vì người ta nói thời gian là vàng là bạc, ok ok. Và mình vừa lãng phí mất 30 phút thời gian của mấy friend, wow. Nhưng để làm gì? Để cho mấy friend gọi là sau này không bao giờ lãng phí thêm một cái giây phút nào của cuộc đời mình nữa. Oh shit, nhìn qua ổ khóa được nè mấy friend, nhìn qua cái lỗ này được nè. Tập vài kích. Gì trong mấy friend? Này giờ mình biết là chuột phải là gì? Chuột phải là dòm coi nhau cái lỗ. Có cái gì á? Bây giờ chúng ta đi dòm hết mấy friend ạ. Cái gì? Mình không thể dòm qua đây hả? Ơ à. Oh my god. I'm sorry my friend. Có một cái set chìa khóa nằm ở đây. Thế giờ mấy friend ạ, trong cuộc sống này không phải lúc nào từ điểm A mà đến điểm B hết đâu. Đôi khi từ điểm A nó phải đi qua điểm C rồi mới về lại được điểm B. Bây giờ mình mới có chìa khóa này. Ok. Wow! Dung thật là ngờ u. Bật này lên trên hấp dẫn. Thì ra có chìa khóa đó này giờ. Mấy friend không có để ý gì hết. Tại mấy friend hết á. Này giờ mình chạy qua lại 4-5 lần mà không ai để ý hết. Oh shit! Phòng nào vào được hết hả? À? Nice! Bật đèn lên. Đi lục lọi mấy friend ạ. Đã đến lúc chúng ta đi lọc loại phòng của người ta, xem người ta có để quên tiền hay quên đồ gì không. Mình... What the fuck is this? Oh, bọn này thuê nhà trọ để nấu ma túy. Thật là vậy, cứt. Bóng cười, my friend. Bóng cười, bóng cười. Buổi tiệc bóng cười ở bên đó. Ờ, mình có chìa khóa dạy bên này rồi. Coi một hồi xem có cái chìa khóa nào đút ngay cửa. Fucking hell. Đi tìm thêm chùm chìa khóa này là mình vào được. À, ok. Đâu, đâu, đâu. Okay. I'm sorry, I didn't notice.
Ờ nhỉ. Có mực sang tinh mắt đấy. Đức kích. À xin lỗi. À. Cửa này nó mở kiểu này mấy friend ạ. Đây là cửa kiểu này. À, interesting. Bây giờ mình xem mình vào hồ bơi được chưa nhá. Anh gì ơi, em vào đây. Ê, gửi đi. Ủa, mình tưởng xa lắm nhưng hóa ra gần gần xịt rồi. A dead body, một người đã chết. Woo, thank you and goodbye. Run. Này giờ mình tìm. À! What the? Chơi vậy chơi chó vậy ai chơi? What the? Chạy xuyên cửa vậy? Coi nha, coi nha. Đó. Thôi, vào đây rồi gì? À, đâu? Con chó này. Vì cái lý do gì? Vì cái lý do gì mà nó không dí nữa? I don't know. Không dí nữa thôi, cảm ơn. Oh shit, hello, khỏe không? Sao vậy? Thank you. Đây là chìa khóa của tất cả các phòng còn lại hả? Cảm ơn nha. Bye nha. Chó cái đâu rồi? Em ra này anh ơi. Rượt em đi. Vui vui vui. Không rượt nữa. Rượt nữa thôi. Chúng ta quay trở lại với game kinh dị giải trí nha mấy friend. À lộn nha. Game thư giãn giải trí nha mấy friend. Wait what? À bậy. Chìa khóa này cho mấy cái cửa bên này. Oho. Oho. Ehe. Không hiểu tại sao mình phải đi khám phá từng phòng mấy friend ạ. Nhưng mà cuộc sống mà mấy friend. Mỗi ngày nó phải có một cái gì đó mới mẻ để trải nghiệm hiểu không? Đi hết phòng bên kia chán rồi bây giờ qua mấy phòng này. Cho cuộc sống nó trở nên thú vị một tẹo. What am I doing here? Lắc này, lắc này, lắc cái đầu mày, lắc cái đầu mày, cái đầu mày bị lắc, mày bị lắc. À! Chó này fucking hell. Từ từ mình đang thích nghi với nó mày friend ạ. Sun ơ má không dí được cây mày friend ơi, không dí được cây, không dí được cây, bắt đầu gào lên như con chó điên vậy. Ủa mà tại sao mình lại cầm cái chìa khóa làm deck gì fucking hell chi vậy trời.
Không, ý là chìa khóa để mở mở cửa. Ê, nice. The collect office. Collect, collect. Collect là cái gì? Collect là cái gì, my friend? Google dịch collect, collect. À, collect là phòng này, phòng của mấy cái thằng thu ngân hay sao? Yes. Fucking hell. Fucking yes. Điện thoại, điện thoại. Call the police. Giúp tôi với. Ở nghe motel, King Motel Comfort có một vụ cảnh sát đâu, phải cảnh sát kêu. Bằng chiêu ở đâu, bằng chiêu. Game easy life peace. Chụp hình bên phần thưởng của mình, my friend. Chụp hình bên phần thưởng. Trophy, my friend ạ. Mình đã là, mình giết được thằng sát nhân hàng loạt. Cho nên là mình đã mang được cái danh hiệu là thằng sát nhân hàng loạt. Ok. Cướp đoạt cái danh hiệu này của nó. Hey, police, it's me, Pikachu. Ê, đừng tông em. Game over. You survive, my friend. Bạn đã sống rồi. Một tràng pháo tay. For now, tạm thời là vậy. Có phải xác thằng sát nhân kia không? Giống giống. Chưa đâu, game này còn phần 3 nữa. Nhưng mà phần 3 thì... Phần 3 nó mất mấy đồ ấy. Ủa đâu phải? Ai vậy? Ai đấy? What the hell? Có mực nào đấy? Ai đấy? Cô gái nào đấy? Đây đâu phải thằng chém mình. Giả sử con bé này đeo mặt nạ cũng phải là cái thằng chém mình được. Thằng chém mình là thằng mà giống đực. Đây giống cái rồi. What the fuck is this? Thấy chưa? I told you my friend. ALTF4 là hỏng rồi. Phải coi hết credit để mình để làm gì? Để mình gọi là chim, gọi là không phải là người ta gọi là mấy bạn hiểu không? À, có nghĩa là cái gì? Khi mà mình giết được một ai, nói chung là hồi xưa ba mẹ mình hay mua ốc heo về cho mình ăn, hiểu không? Tại vì sao? Tại vì ăn nhiều ốc vào thì sẽ thông minh, ok? Ăn nhiều não vậy thì sẽ rất thông minh. Nói vậy cho ốc heo ăn rất là ngon, rất là bùi luôn. Có nghĩa là ăn gì bổ nấy. Mình đã giết thằng sát nhân cho nên mình sẽ trở thành thằng sát nhân thôi. Do you understand? Bao nhiêu người mà nó đã giết, nói chung là nó truyền hết vào trong người mình. Giống như trong phim kiếm hiệp Hồng Kông á. Phim kiếm hiệp Trung Quốc cho lộn là giết thằng nào xong bắt đầu hấp tinh đại pháp của nó, mình trở nên mạnh mẽ như thằng chó đó. Hello, where are you? I'm coming for you. Hello. Thằng cửa. Xin lỗi, đáng lý nó phải la cho lộn mình. Mình xin lỗi tại nó chạy ngang mặt mình. Mình hơi thốn một tẹo. Là mình hơi sợ. Mà tao là sát nhân hay mày là sát nhân như con chó? Mẹ, là mình giật mình con chó này. Mày quay lại đây thì bảo. Mày quay lại đây. Mày quay lại đây. Tao giết mày. Sát nhân đây. Tao là sát nhân đây. Fuck you my friend. Come back here. Mình biết cái gì nó hù mình lần ba mà. Mày hết sức rồi con chó. Can you come back here my friend? Mày là con chó. Nó giúp như người. Thằng này là máy hay là người vậy? Mày là người hay là máy vậy con chó? Ủa game này có chơi online không đấy? Sao thằng chó này chạy như con người vậy? Hello? Hay là mình gà như vậy mà friend? Có thể là do mình gà. Từ từ đợi xíu nó ra giờ. Biết nè. Chết cha mày này. Ủa? Hai hai ba chém mới chết. Này thằng kia không vậy mà. Này thằng kia chém mình hai ba chém mới chết. Sạch. Ừ mày chạy ra mày. Chạy đi con chó. Ba chém rồi mà chưa chết kìa. Đéo ấy đéo. Ừ, mày ngu rồi. Mày ngu rồi con chó. Mày vào đây là mày chết rồi. Mày con chó. Yeah. Và bây giờ ai là king king of the killer my friend? It's me. Very nice. Here we go, here we go, here we go. Now we blasting off into the ozone.
The way we kick it in the dojo was local for sure. Though we paved in the road, that's a pose in the dojo. Going over your head like a top hat. Stop that. I know you hear me spitting these hot raps. Now watch that beat, cause it's about to drop. But Rockus is the 09 jump off. Yeah, yeah.